Chúng ta hôm trước đang làm dở cái trang kênh 14 header này, phần hot new này, rồi phần new unit đúng không? Như này. Bây giờ tôi sẽ làm nốt cái phần thời sự, đời sống các thứ các kiểu, và chúng ta sẽ kéo nốt về phần footer, sau đó bung lụa là xóa cái border này đi, xóa những cái border này đi để xem trang của chúng ta nó trở thành cái gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lôi cái kênh 14 ra. Chạm vậy. Rồi đây rồi, chúng ta kéo xuống cái phần tương tự đây rồi. Này, thời sự giải trí đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái thằng này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ở trong mỗi phần thời sự này, chúng ta sẽ có một cái, thứ nhất là cái border này đúng không? Cái border ở giường dưới này, thì chúng ta để ý này, cái border nó ngang bằng với hai cái ảnh này đúng không? Đúng chưa? Thế vậy chứng tỏ là ở trong cái thẻ cha này, ở trong dưới cái thẻ H, hôm trước chúng ta để lên thẻ H3, thì dưới cái thẻ H này chúng ta sẽ có một cái thẻ deep bao ngoài nó nữa. Bây giờ và nó sẽ thực sự là cái thằng này sẽ padding vào trong. Padding đây là padding về phía là right đúng không? Padding right vào phía trong để cho những cái thằng này nó không bị sát lề. Còn cái thẻ trong ở phía này thì chúng ta sẽ padding left để cho nó đẩy lùi ra ngoài, đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Ở dưới này là thời sự này, chúng ta sẽ có một cái thẻ deep. Có cái class là bằng, tôi đặt là spec content trừ write, ví dụ thế. Spec content write, trong này chúng ta sẽ chia làm 3 phần đúng không? Chúng ta sẽ có cái thẻ bao ngoài đi rồi, sau đó chúng ta sẽ chia làm 3 phần theo hàng ngang, là một phần là cái ảnh và cái text này, sau đó ở dưới là lại chia tiếp những cái ảnh ở phía ngay hai cái ảnh ở phía dưới đây. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Deep đầu tiên là class là hot spec, ví dụ thế. Trong này chúng ta sẽ lại chia tiếp cho tôi một cái ảnh của nó đúng không? Sau đó chúng ta tải cái ảnh này về đâu rồi? Đây là hot trừ spec trừ 1 jpg. Chúng ta code đi, mở code ra hoặc là kéo code của tôi từ GitHub về làm cùng với tôi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái thẻ A ở ngoài này, giống như mọi lần thôi. Và chúng ta ở trong này chúng ta sẽ có một thẻ IMG. Ở đây nó sẽ đường dẫn đến hot trừ spec chấm hot spec trừ 1 .jpg. Sau đó ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái thẻ, đây là thẻ A đúng không? Tôi thích thì tôi đặt thẻ A nhầm. Tôi đặt thẻ A ra ngoài. Thằng trong này tôi đặt một thẻ P, quên nhầm, thẻ P ngoài thẻ A trong thẻ P. Sau đó tôi nhét nốt cái này vào. Nhét cái tích này vào.
Được chưa nhỉ? Bạn nào đã làm xong phần này rồi thì thôi, có thể không code nữa cũng được. Xem tôi bố trí các thẻ như nào thôi, để sửa xem sau này sửa của mình. Nếu mà đã code xong rồi thôi, tôi sẽ chỉ chữa thôi. Sau đó chúng ta đã làm xong, chúng ta cứ mở bài của mình ra xem nó đang ở đâu, cái thẻ này nó đặt như thế nào. Xem trước, kéo dưới đây đúng không, thời sự này, cái gì đây, đang bị, có bạn nào bị như này không? Này do vấn đề gì? Do cái thẻ H2 đây này, do những cái deep này tôi viết trong thẻ H2, cho nên nó sẽ cái nội dung của thẻ H2 sẽ được kéo dài ra, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là có border, có cái border right, border left ở bên màu cam ở bên tay trái của các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem lại hết rồi đúng không? Thì bây giờ tiếp tục tôi sẽ làm cái đường kẻ cái trước. Tôi làm cái đường kẻ ở bên này này. Đây là cái đường kẻ này. Thì sẽ như sau. Chúng ta có class là hotspec này. Vào main CSS này. Rồi. Đây, spec title đây. Chúng ta sẽ có hotspec, chúng ta sẽ có là border. Từ đã nha. Border trừ right bằng 1 pixel solid. Màu là màu DDD. Hơi xám tí. Và nó sẽ có thêm là padding. Từ đã nha, để xem là nó là cái lớp gì đã. Ở đây, spec content right, xin lỗi các bạn, nó là cái này chứ. Spec content right. Border right, 1 pixel solid DDD và padding. Padding trừ right là bằng khoảng 10 pixel. Hả? Ờ đúng rồi. Padding right 10 pixel thì nó sẽ tự động nó đẩy nội dung của chúng ta vào trong. Đó, hơi bé thì phải, nó phải nhiều hơn nữa. Để tôi coi xem. Khoảng 15 pixel một em. Và chúng ta sẽ để cho nó margin top bằng 20 pixel. Được chưa? Và cái này chúng ta sẽ để nó như lúc nãy, như ở trên kia tôi để nó là như là thẻ H3 hay thẻ H2 thì phải. Chứ không phải thẻ P H2. Hơi to. H3. Rồi. Đó. Vì là chúng ta sẽ có cái hình, cái ảnh này và text nằm ở dưới. Đây là code. Style cho thằng spec content right. Được chưa? Sau hotspec này thì chúng ta sẽ đến cái thẻ là thẻ deep class là spec unit. Trong này sẽ chia ra làm hai phần, một phần là cái phần chia theo chiều dọc, một phần là cái ảnh và một phần là cái text ở bên này. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta có div, có class là cone trừ mấy? 3. Một div còn lại là cone trừ mấy? 9. Ở trong này chúng ta lại có một thẻ A thăng và có text ở phía trong.
à, có cái ảnh ở trong. Đây tôi copy cái ảnh này. Spec trừ unit trừ 1. Spec trừ unit trừ 2. Nhập. Trừ unit trừ 3 và spec trừ unit trừ 4. Xong, 4 cái ảnh. Chúng ta sẽ để đây là img src bằng spec trừ unit trừ 1.jpg. Xong một cái. Còn cái bên này chúng ta để text thôi. Bên này chúng ta có một thẻ H4. Trong này một thẻ A. Prep bằng thăng. Text cho nó. Và tôi duplicate thằng này lên. Nhập. Duplicate thằng này lên. Đây là ảnh 2. Copy cái text ở phía dưới. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem được cái kết quả. Thấy chưa? Chẳng qua là chúng ta chỉ có thêm path margin cho cái thằng trên border. Ủa? Cái gì đấy? Mình chưa có clear fix. Clear fix. Cái ảnh đâu rồi nhỉ? Spec unit2.png. Đó. Tôi sẽ đẩy code lên nhá. À quên, để tôi code xong nốt phần này tôi sẽ đẩy lên thể. Bây giờ chúng ta sẽ làm đẹp nó thôi. Là thứ nhất là cái ảnh ở phía trên này. Spec unit right, chúng ta sẽ phải bắt margin xuống dưới và có một cái border ở phía dưới này. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Gì đấy? Chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Với CSS là chúng ta sẽ có là margin bottom bằng 15 pixel, border. Từ từ đã. Không, cái này không phải margin. Margin này không phải cái này. Đây chúng ta giảm xuống cái này còn 15 pixel này. Sau đó cái ở trong này, cái phần nội dung ở phía trong ấy, tức là cái thẻ thẻ H4 ở trong cái đây, cái thẻ H3 ở trong cái đây, cái hot spec. Đúng rồi, đây. Chúng ta sẽ có thêm là cái hot spec này. Sẽ có là border trừ bottom 1 pixel solid màu DDD và padding bottom bằng 20 pixel. Chúng ta xem. Được chưa? Biết vì sao tôi lại phải cho cái padding cho cái hot spec này nó có border mà không phải là thằng này không? Nếu mà tôi nhét border nhét cái thẻ spec content này, tức là cái thẻ này này, ví dụ như đây nhá, spec này, các bạn đoán thử cho tôi, nếu mà tôi nhét cái hot spec content right này, ở đây hot spec này, tôi nhét border vào cho thằng này thì nó sẽ hiển thị cái gì? Đúng rồi, cái border nó sẽ bị xuống dưới, đúng không? Ngoài ra cái border nó sẽ là kéo từ đây vào. Được chưa? Border sẽ kéo từ đây vào. Cho nên là nó không đúng yêu cầu của chúng ta, là cái border nó được cách cho một khoảng từ đây đến đây và ở dưới chân của cái thằng đầu tiên. Cho nên chúng ta sẽ phải xử lý cái việc là border là sẽ border cho cái thằng hot spec này, tức là cái nội dung kia.
được chưa nhỉ? Và Đỗ bạn biết vì sao tôi lại sử dụng padding bottom chứ không phải là margin? Vì sao tôi lại sử dụng padding chứ không phải là margin? Hả? Nội dung bên trong với border. Hả? Nếu tôi dùng margin thì sao? Margin của cái thẻ tôi đang chỉ này. Cái thẻ này thôi, cái thẻ hot spec tôi có cái mark, tôi có cái border nhá. Bạn nhìn thấy cái border không? Rồi, bây giờ tôi đang là padding bottom 20 là cách từ cái nội dung ra ngoài đúng không? Nếu bây giờ tôi chuyển nó dùng margin thì sao? Tức là từ cái border này cách xuống dưới là 20 pixel. Đúng không? Ở đây chúng ta luôn luôn nhớ tôi một cái điều. Đây, cấu trúc của cái thẻ HTML luôn luôn là margin, cái khoảng cách của margin, xong rồi đến border, xong rồi đến padding. Được chưa? Nó là ba lớp như vậy. Cho nên chúng ta muốn cái padding của chúng ta ấy, mà cách cái border của chúng ta mà cách từ cái border từ cái đường kẻ border đến cái nội dung thì chúng ta bắt buộc phải dùng là padding vào trong thì nó mới có khoảng cách như thế này được, chứ không được phép là để cái margin. Nếu mà bây giờ tôi thêm margin vào đây có được không? Thì giờ nó thành như nào? 10 pixel. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau. Đó. Cũng được, đúng không? Không ai cấm cái việc này cả. Chúng ta thêm cái margin bottom 15 pixel cho cái thằng thẻ hot new này nữa. Đấy là một trong những cách chúng ta có thể làm được. Xong. Reload trang. Được chưa nhỉ? Tiếp theo đến cái phần này thì sao? Giờ sao? Cái này để gì? Đây, spec unit. Rồi giờ sao? Thứ nhất, spec unit thì chúng ta phải cách dưới ra một khoảng. Đúng không? Cách dưới một khoảng. Và cái spec unit của chúng ta có cái thẻ H9 gì đấy, đúng không? Đây, cái côn 9 chẳng hạn. Hoặc là chúng ta dùng thẻ H4 được. Thì chúng ta, tôi sẽ code CSS như sau. Spec unit này. Spec unit thì nó sẽ auto có cái là margin bottom bằng 15 pixel. Được chưa? Sau đó spec unit có cái thẻ H4 ở trong. H4. Được chưa? Chúng ta sẽ để là padding left bằng 10 pixel chẳng hạn. Được chưa? Đúng yêu cầu chưa? Đấy là cách chúng ta sẽ làm cái phần này. Sau đó nếu thích các bạn có thể copy cái thằng này các bạn chuyển vào trong cũng được, chẳng sao cả. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi copy cái thằng này tôi chuyển sang cái thẻ ở dưới, tức là cả cái mạng thời sự này, tôi chuyển sang cái ở dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều rất xấu xí. Đó là hai cái border này nó dính, cái border nó dính vào cái chuỗi đằng sau. Đúng không? Giờ làm sao để bỏ cái background đi? Có bỏ được không? Hả? Bỏ cái gì? Cho cái thẻ thời sự lên một cái div. Rồi sao nữa? Là sao bây giờ bạn muốn tôi thêm cái gì? Thẻ đấy là trong thẻ một cái div rồi. Thì padding nó trong cái mô ngoài đó. Thử, tức là bạn muốn thêm padding left ở đây đúng không? Right. Padding right khoảng 15 pixel đi. Có gì đâu. Phải có cái nút chưa đấy. Chưa cả cái thời sự và cái gì. Deep chứa cả thời sự, cả gì nữa? Và cái này chứa cái này cái span. Để làm gì? Để cách để deep. Để bên kia. Gì à? Gì bên kia? Đúng rồi. Đây. Chúng ta đang bị rối ở chỗ này đúng không?
Đây là thời sự với cái gì nhỉ? Giải trí. Đây, chúng ta sẽ nên thêm cái này vào. Có thể deep. Có class. Ví dụ tôi để là PDR trừ 15, ví dụ thế. Tôi nhét cái này vào. Sau đó tôi sẽ lấy cái PDR trừ 15 này. Tôi viết CSS cho nó. PDR trừ 15. A padding right là 15 pixel. Đây. Margin hay padding? Cái này à? Tôi thích padding có được không? Nó sẽ đẩy vào. Ừ, các bạn để lên đây cơ mà. Nó là cái thẻ này cơ mà. Đây cơ mà. PDR này. Ở đây chúng ta có border không? Thẻ này chúng ta có border right, thẻ H2 này. Không có border right thì cái việc đẩy kiểu gì của nó cũng như nhau. Đúng không? Bây giờ thử nhá. Thử margin nhá. Đúng vậy. Đúng không? Bởi vì cái thẻ H2 của chúng ta là thẻ chứa gì? Chứa text. Đúng không? Cho nên không gian nó đẩy vào là thoải mái, muốn đẩy bao nhiêu thì đẩy. Cho nên là bạn dùng padding hay là margin đều như nhau ở trong trường hợp này. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ copy nốt cái PDR này vứt lên trên cái thẻ ở trên kia là xong. Đó. Thì đấy là cách chúng ta sẽ làm cái phần giải trí và thời sự này. Các bạn. Ồ, cái này còn thiếu nữa này. Thấy không? Đang bị gì? Sát đúng không? Đang bị sát lề quá. Vậy giờ sao? Tôi sẽ có thêm một thẻ nữa ở đây. Đâu nhỉ? Đây đây, spec content tôi sẽ thêm sửa cái này thì spec content là left. Spec content right này. Thêm một lớp nữa là spec content left thì tôi sẽ có là padding right 15 pixel sửa thành left 15 pixel. Úi giời. Hình như mình copy sửa nhầm rồi. Mình sửa nhầm. Sửa nhầm chỗ. Đây cái này. Đó. Và cách đều ra đổi ra hai bên. Được chưa? Thì chúng nó sẽ bằng nhau. Cuối cùng là chúng ta sẽ làm cái phần tôi sẽ đẩy code lên nhá để các bạn review lại một lượt xem có gì cần phải thắc mắc không thì thắc mắc luôn. Tôi sẽ giải đáp. Các bạn cứ check cho tôi ở trong cái thư mục là 07 nhá. Từ từ rồi hãng sang cái thư mục khác là 08 tí nữa để chúng ta học với bút chắc. Sau đó chuẩn bị chúng ta sẽ xuống phần footer. Đây cái phần này. Cả cái đoạn này từ đây kéo xuống. Tôi đẩy code lên rồi đấy.
Sao lại là 2 ngày trước? À, chưa lên. Mạng có vấn đề rồi. Mạng có vấn đề rồi. Mạng có vấn đề rồi. Bạn chờ tí nó đang lên. Rồi đấy, các bạn lên xem được chưa? Rồi mình vào cái mạng nó không có internet. Cho nên nó bị lỗi. Xong chưa? Mày có cốt đâu mà xong. Ừ thì làm nhà thôi, tốt. Nhưng mà nó không giống phần này đâu. Sửa sau. Có mà sửa. Với kinh nghiệm độ khoảng sắp qua 3 năm đi dạy của tôi ấy. À, qua rồi. Qua 3 năm đi dạy của tôi ấy. Thì những cái thằng mà đã không sửa trên lớp thì về nhà không bao giờ sửa. Đó là chuyện bình thường.
lại quyết định về sửa. Đấy rồi xem có sửa không. Còn tí là học cái khác rồi lại hùng hục hục lao đầu cái khác. Xong chưa? Trang không chưa? Giờ tôi cứ hỏi được cốt trận chậm nhất lớp thôi. Nó xong rồi, tất cả mọi người khác đã xong rồi. Có phần nào cần hỗ trợ không? Có phần nào cần làm rõ thì phải hỏi luôn nhá. Phần nào cần làm rõ vậy? Dưới phần nào để dành đây á, cái này á, cái này có gì vậy? Giống ở trên mình làm không ra, giống ở cái tốt này không? Nó làm không ra, cái gì kỳ diệu thì mua xe về làm. Anh cứ viết nguyên một cái menu mới, đừng đi copy ở trên nghĩa là được. Cái menu mới nó không ra, anh có copy ở trên menu. Không ra cái gì? Nó không đẩy ra giữa. Đẩy cái gì ra giữa? Cả đầu đấy, kiểu nó không căng. Cái này à? Ra không đấy thì cả cái cả cái này không căng ra giữa gì? Ra cho một container. Container. Có chưa? Chưa. Đừng chém. Không, em không có cái đấy. Không có cái đấy là có gì? Không có sao mày cốt được bây giờ? Em cho cái đấy vào cái khác mà. Thì cho cái đấy vào. Cho nó vào cái đi đúng không? Ừ. Rất là đảo, xong rồi đưa đi đúng không? Đúng rồi. Xong rồi flap loát đúng không? Flap loát là cái gì vậy? Đúng không? Đúng không? Đúng. Thôi để cho Trang nó xong đi ạ. Tiếp nha, đến phần footer này nhá. Cái này gì? Quá nhạt nhẽo luôn. Footer này. Footer này áp. Rồi, chúng ta có thể đi class là footer AV đi, chưa? Cái class này nó chẳng có cái vẹo gì, tôi chỉ nhét vào đây, tôi thêm một cái đây là footer này. Đây, footer nap, tôi sẽ lấy cái màu này tôi nhét vào thôi. E9. Background E9. Rồi, xong chưa? Xong background này. Sau đó mình sẽ có một thẻ nữa, một thẻ deep container. Xong. Bây giờ đến tổ hợp UL. UL LI. Tôi đi copy vài cái Star Music này, Cine này. Star này. Music này.
Cine này. Tôi tạm thời để ba cái thôi nhá. Không chưa? Ok. Có giữ chưa? Tức lại cái khác nữa à? Rồi ok. Tí cho thẻ A vào. Làm gì mà căng thế? Music, cine. Giờ thỏa mãn chưa? Dạ, rồi ok. Footer nap, ULLI. Kéo lên trên cái thẻ NAV, Navigation. Đây đúng không? U L mất nha. Rồi footer nap U L L I có gì đó sai sai. Lên chưa? Rồi giờ sao? Đó sao? Footer nap ULLI. Take array from take transform capitalize. Rồi thì margin up border right 1 pixel solid màu DDD. Mở thế. Cái này phải 2 pixel. Đủ chưa? Gì nữa? Giờ không cần gì nữa. Ra giữa làm gì? Cân đâu cân? Cân nào? Nó có cân đâu? Không cần. Không cần. Làm cái ba cái nó phải chạy giữa trang. Thích giữa trang cái gì? Nhầm, của mình đây. Ồ, không được. À, cái UL nó float lép làm sao mà cân được? Ai mà mày hiểu? Bản chất của nó là float lép thì không cân được. Lốt lép nó đẩy sang trái còn gì? Padding thì nó lại không được. Padding thì nó lại khác nhau. Được chưa? Cho thẻ center vào cũng không được. Không làm được. Không làm được. Được chưa? Ừ. Chém. Nhưng mà chúng ta để ý này, của nó khác đấy nhá, của nó vẫn khác của mình đấy nhá. Cái này có border không? Không có đúng không? Mình bỏ đi. Bỏ đi kiểu gì? Trang. Bỏ thẻ border cuối cùng cái đi của tôi, cho tôi kiểu gì? Hả? Em lợi chị. Tại sao không làm này? Thế chưa? Còn các thể loại khác các bạn tự làm nhá. Hover các bạn tự làm nhá. Nói chung là tôi chỉ hỗ trợ các bạn đến đây thôi. Tiếp theo đến phần dưới. Bỏ qua cái này nhá. Nhìn làm này, làm mấy cái này tôi lười lắm. Nhá. Phần này chúng ta về tự làm. Thế tôi không làm đâu. Được chưa? Chia nốt cái này. Chia nốt cái mớ này. Sao?
sell cái gì, ai của ông là thầy vụ sell đấy, không có tí nào là thầy vụ sell. Đây, vì sao biết vì sao tôi bảo không phải là thầy vụ sell? Nhìn vào đâu? Đây này, nhìn vào đây này, nhìn vào cái border này. Nếu mà độ dài nó bằng nhau thì border nó phải bằng nhau, hiểu chưa? Đấy là lý do vì sao tôi bảo đây không phải là, chắc chắn không phải là table sell, được chưa? Nó chỉ là thẻ côn bình thường thôi, deep côn bình thường thôi. Còn sắp xếp text là sao, đúng không? Đây là cái ảnh, cái mới này, đây là cái ảnh này, nhớ nhá, đây là cái ảnh chứ. Nhiều đứa là bắt đầu là nhiều đứa bắt đầu nghĩ là CSS được ấy. Thực ra cái này CSS được này, cái phần viền trên này CSS được này, CSS được, hoặc là vẽ bằng canvas được, nhưng mà chẳng tội gì phải làm thế cả. Chúng ta cứ nhét cái ảnh vào là xong. Rồi chúng ta chia đâu nhỉ, đây div footer trừ info. Tôi để cái footer info này để cho nó có một cái, có khoảng margin lên trên để nó cách ra xa xa một chút nhìn nó đỡ kinh, được chưa? Sau đó chúng ta có div, nhớ cái này có côn thì phải có gì, clear fix. Chúng ta có côn mấy, 4 tầm 4 cái, 3 cái đúng không, 4 3 12, xong chưa? Tiếp theo ở trong này là thẻ gì, đây là thẻ gì? Thẻ A. Hát mấy? Hát này á, đây mà là thẻ hát á. À ừ đúng không? Xong. Thế rồi nhanh. Rồi thẻ hát mấy? Thẻ hát đây thẻ gì? Hát mấy? H3 trụ sở Hà Nội. Tiếp theo đến cái này là cái gì? P. Này là gì? Biểu tượng á. Cái này là cái gì? Đây là cái chỗ tôi chỏi đây này. Không, cái điểm chọn này, thẻ A đúng không? Thẻ A thì cái icon cái đầu đâu ra? Before thì đầu đâu ra ảnh? Đây này, để nó không có ảnh nhá. Đây bên này không kiếm được link này, đúng nhá, không kiếm được cái link đâu. Sao bây giờ chúng ta chế kiểu gì? Ảnh đâu? Đâu? Ông có kiếm ở dòng nào đấy? Back. Tôi còn chẳng thấy đây này. Đâu? À đây, background img đây rồi. Web img sprite v1 png, đây cái ảnh đây rồi. Tôi không nhìn đây. Quê vãi. Before, đúng không? Tôi không thích làm cái này có được không? Lên giờ nhắc không awesome ở đây có được không? Không awesome có cái icon này đấy. Location thì phải. Không awesome này. Đói quá chết rồi. Location. Đây rồi, map maker, map marker. Cái gì đây? Rồi, chúng ta ở dưới chúng ta có thể gì? Thẻ A luôn mà.
xem địa điểm đúng không? Tag của nó là xem địa, xem bản đồ ấy. Được chưa? Tất nhiên tí chúng ta phải cho cái chữ này nó nhỏ xuống. Không biết là có thể small không nhỉ? Tôi nhớ là có thể small. Đấy. Nhưng mà small này kiểu của nó là kiểu inline, không phải là kiểu giống như kiểu cái kia. Chúng ta có thể viết small nhưng mà small phải nằm trong thẻ P thì mới được. Nếu không thì sẽ lại ăn cám ngay. Không thích tận dụng được cái gì của HTML, tận dụng đi. Cứ cậy biết tí CSS ngồi viết bừa viết bãi nào, không hay đâu. Không nên nhá. Được chưa? Xong. Gì nữa nào? Trụ sở thành phố Hồ Chí Minh, nó lại xem bản đồ đúng không? Thì chẳng còn cách nào dễ hơn bằng cách là chúng ta tiến hành là duplicate nó lên. Đây. Trụ sở thành phố TP chấm Hồ Chí Minh. Được chưa? Nếu mà thích cách thì đoạn này tôi lười. Tôi lười tôi thêm BR vào đây cho nhanh. Được chưa? Không, thiếu gì nữa? Border. Chúng ta sẽ có đây là footer info đúng không? Có class footer info. Chúng ta sẽ xử lý như này, footer info. Cái thứ nhất là phải có margin top bằng 20 pixel, thậm chí là 30 pixel. Sau đó footer info là tra trực tiếp của thẻ côn trừ 4. Thì những cái thẻ côn trừ 4 sẽ có là margin, à quên nhầm, border right bằng 1 pixel solid DDD. Tất nhiên với thằng con cuối cùng, côn cuối cùng thì chúng ta sẽ làm sao? Nan. Rồi. Được chưa? Xong một cái. Cái thứ hai thì sao? Cái này làm nào? Cũng vậy đúng không? Icon này các bạn cứ tự dưng mà nhét vào thôi. Còn cái này, đây là thẻ gì? Thẻ A. Đúng không? Thẻ A chúng ta style nó lại giống như thẻ button thôi. Thẻ button này lại không có link. Thẻ button làm sao mà chuyển trang được? Đúng không? Nó không có cái phần href cho button. Thế nên là phải style lại thẻ A thành giống thẻ button để dùng. Xong phim. Đúng nhá. Thì chúng ta đi copy lại cái mớ này. Đây côn 4 nữa thì tôi sẽ đi copy lại cái đoạn H3 này. Thế nó mới rõ. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung. Đây là thẻ P, trong này có thẻ small. Viết tag vào. Hợp tác truyền thông. Tôi viết vào đây thêm một thẻ BR nữa. Còn lại thẻ H3. Hợp tác truyền thông. Sau đây có một cái icon. Đúng không? Phone. Thẻ P. Một thẻ I. Có class là gì? FA. Cái FA chữ phone à?
đúng không? Xong thẻ small thử xem có đúng không, đúng chưa? Tí nữa chúng ta padding cái thằng, những cái thằng này vào là trong là xong, padding vào trong một tí là xong. Sau đó đến cái gì nhỉ, marketing marketing hợp tác truyền thông ở đâu, đây là marketing, xin lỗi các bạn. Cái hình thư là gì, mail à? Mail đây phải là thẻ A có cái href bằng mail to đây các bạn thấy này, mail to 2.marketing gì. Tôi để đây là thằng đi. Marketing a.kênh14.vn. Gì nữa? Liên hệ quảng cáo. Lại đắp ticket thằng này lên. Đắp ticket thằng BR này lên nữa. Chứ giải thế mình lười viết mấy cái này cực kỳ luôn. Liên hệ quảng cáo này. Phone là 098 gì gì đấy. Mail là giải trí xã hội @micro. Rồi đấy, chúng ta sẽ có cái giao diện trông nó như này. Chưa có icon mail. Không icon mail à? Envelope đúng không? Đây đúng không? E hay N? Envelope đúng không? Đúng không? Bố là mail luôn cho nhanh, nhiễu sự. Rồi. Tiếp theo. Button này đúng không? Chúng ta sẽ BR nó xuống đã. Dưới này chúng ta sẽ để trong thẻ gì? Thẻ P, tôi thích thẻ P. Rồi thẻ A. Thẻ P này, à thẻ A này tôi sẽ style cho nó. Đây là tôi đặt cho nó class là fake BTN. Đây là xem chi tiết. Này đúng không? Rồi các bạn đọc cho tôi thử xem style lại cái này như nào nào. Gì? Background. Orange thật không? Rồi tiếp. Display. Inline log text gì? Text radius nhá. Border. Bao nhiêu? 10 pixel. Tiếp gì nữa? Text gì? Transform. Uppercase. Gì nữa? Mày chém tiếp đi. Rồi, tôi sẽ giảm cái này xuống. Được chưa? 4 pixel. Rồi, tiếp đi. Text, font size. Gì nữa? Padding to cái gì? Trên dưới 5 pixel chẳng hạn. Trái phải 7 pixel, ví dụ thế. Tăng nữa lên. Thỏa mãn chưa?
Thứ màu trắng. Color. Màu trắng. Gì nữa? Hover. Hover gì vậy? Cái đấy là của phần khác mà. Đây. Đây vào đây. Xong cái này tôi bỏ bớt một thẻ BR đi. Rồi. Bây giờ là hover cho nó đúng không? Hai chấm hover. Gì? Background. Black. Đây không phải màu black. Black với chả black. Hover này. Check màu. 333. Màu này không phải màu đen đâu nha. Nhìn để phân biệt được màu nào là màu đen chứ. Được chưa? Rồi. Ừ, dẹp đi. Đấy tự làm đi. Tôi mệt lắm. Tiếp theo là ở phía dưới này tôi xuống một cái BR nữa. Đây là H3. Chính sách bảo mật. Trong thẻ H3 có thẻ A. Được chưa? Rồi, gì nữa? Footer cone 4 ngoài cái border này ra chúng ta có padding 0, 10 pixel và 15 pixel. Được chưa? Cái này hơi sát này. Thêm BR vào. To thế nhỉ? Sao mình nhìn ở đây to thế? Cái này phải H4. Thôi kệ đi. Sao nữa bên này sao? Sao? Rồi tôi... Ủa cái này không phải ảnh đâu ạ? Đây rồi, đây rồi. Đường dẫn đây là ảnh của biểu tượng của VC Corp. Cái con gì kêu kinh vậy? Cuối năm ăn thịt chó. Cái này mới nha. Đây là thẻ gì? Deep. Đây cả. À. Trong này là một cái IMG. Đúng không? Lấy cái đâu rồi nhỉ? Công đi học nhanh lên chạy vào VC Corp đi. Tôi có mấy thằng đệ ở trong đấy. Dí hết vào trong đấy. Ừ? Cái gì? Ờ, nguyên như con tung. Con gì vậy? Ở gần chỗ trường, ở gần chỗ cái tòa làng sinh viên. Nó là làng sinh viên ở trên chỗ làng sinh viên. Hà Sinh Cô. Sao nó lại bị tụt xuống đây? To quá. To quá. Chẳng liên quan. To hơn con 4 rồi. Giờ sao? Hả? Hả? Giờ sao? Quýt 150 pixel. Này à? Đâu được đâu. Đấy sao? Lại cho vào deep. Ờ thì cho vào deep. Bây giờ tôi toàn để chúng ta dựng đấy nhá.
class là bottom logo, cop logo. Tôi không thích, thích làm kiểu này cơ. Làm cái gì mình tự sáng tạo ra vẫn hay. Rồi thì copy logo này làm sao? Width gì? Tôi cho con trừ 12 được không? Bốn. Bốn ba mươi là gì rồi? Đang nói trừ 12 giảm cái cụ. Thêm tất cả trừ 12. Đã bé đủ chưa? Quan trọng là bé đủ chưa? Bốn so với bốn thôi mà. Ừ. Bốn so với bốn. Ồ, cái này là lỗi này. Đáng lẽ nó width của nó chỉ so với thằng cha đó thôi. Thế vậy thì phải thêm cái này vào. Vẫn không được. Sao lại cho bốn bên lại tèo nhỉ? Dị thật. Ở đây 4 so với 4 đây rồi. Đúng rồi đấy. Chẳng qua là do thằng này, do không phải do cái côn 4 của chúng ta đâu nhá. Do cái thằng này nó bị xuống đấy. Bởi vì chúng ta có cái marking. À, có cái này. Đúng rồi đấy. Đây đúng không? Côn 4 này. Côn 4 này. Côn 4 nữa này. Giờ cho hết một cái deep. Deep. Rồi gì nữa? Gì vậy? Ủa? Sao được ta? Hử? Từ từ đã, tôi đang bị lỗi gì đấy. Không tab vào trong. Deep này. Hình như dư dư cái gì không ạ? À đây rồi. Rồi sao? Cái deep này thì style như nào? Đây cái deep bao ngoài này style như nào? Có cần phải style gì không? Không. Rồi sao? Cái này hả? Tại sao? Tôi cách BR có được không? Cái này hả? À, tức là cái ý bạn là cái phần bên này mới là cái phần có margin đúng không? Chờ gì? Phải nghĩ ạ. Chẳng có nhẽ phải làm thế. Tức là ý của bạn là vẫn viết như cũ này. Viết như cũ nhá. Sau trong mỗi thằng này chúng ta có một cái thẻ nằm trong. Bao chọn đúng không? Đây. Deep như này. Tôi sẽ để style như này đi. Style là... Gì? Rồi từ từ thì tôi thử đã. Style ở đây nó sẽ là... cái gì nhỉ? Border gray 1 pixel solid màu DDD. Xong chưa? Rồi thì padding. Padding trừ gray
bằng 15 pixel chẳng hạn, đúng không? Như này gì? Xong nhét này vào. Có vẻ hợp lý hơn. Nãy ở trên tôi làm như này đúng không? Phân bố mất. Xong được nhỉ? Bọn này bậy thật. Đây rồi. Như này. Đúng không? Để thử cái coi. Chịu trách nhiệm nội dung. Cái đoạn này dài thế. Và ở trên này tôi sẽ bỏ cái côn 4 này đi đúng không? Bỏ này đi đúng không? Và thằng này phải margin left nữa. À, padding left nữa. Và côn 4 thứ hai. Có được đâu nhỉ? Hình như tôi viết sai rồi sao? À đây này, thiếu cái hai chấm. Rồi. Xong thằng dưới cùng kia chúng ta lại nhét cái clip này vào. Cái này là bỏ padding right đi, bỏ border đi, chỉ còn padding left thôi đúng không? Có vẻ ổn đấy. À thôi, thế biết sao rồi. Rồi và phần còn lại thì lại cái dấu C này viết viết không? Cái này cơ mà icon. Anh cần gì vậy? Rồi chờ tí. Đây nó ví dụ chúng ta có thể P nhá. Và copy trừ right sao? Chấm phẩy. Nếu nhớ không nhầm. Và copy à? Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ nhét cái div này vào trong một cái div côn 4. Côn 4 thì ta lại sẽ bị để lên trên. Ok đi. Không được. Deep này. Con logo, cái này chúng ta set lại cái width của nó. Cop logo này. Width nó sẽ bằng là 25%. Rồi, bé tẹo. To lên nữa đi. 30%. Rồi. Xong ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Copy right đúng không? Đấy. Viết vào. Cái này tôi làm ẩu chút nhá. Các bạn sửa nốt. Copy right thực ra là cái phần này chúng ta phải cho vào thành strong. Đó, xong. Tôi còn ở dưới này. Là thẻ gì? P trong đó có thẻ strong, thẻ small. Viết này vào. Tiếp theo là thẻ P, trong này có thẻ small nữa. Là cái giấy phép. Gì đấy. Xếp xuống và chạy. Được chưa? Chúng ta thích thì chúng ta thêm cái BR vào cho nó thoáng. À quên, cái này không có BR. Cái này. Đấy.
nô về thì chỉ một tí thôi là xong. Được chưa? Tôi đẩy cốt lên nhá. Đẩy cốt lên rồi đấy, các bạn kéo về thử xem có được không. Đó, cái nó vinh mình cái gì. Mở cái bài 07 ra, bài 08 thì nó ra một bài mới. Mở thế nhỉ? Này à? À, cái này là phải dùng không rồi các bạn, cái này phải dùng borderless. Bên này chính nếu đúng ra là phải dùng nón dùng ngược với mình, là cái này là borderless thì phải đúng, còn mình đang dùng bậy, mình đánh bậy đánh bạn borderless. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Trong phần vừa cốt. Phần đấy nó cơ bản mà.
Được chưa? Nếu mà bạn nào ok rồi thì có thể tôi dành cho các bạn khoảng 10 phút để các bạn đọc cho tôi về cái khái niệm responsive. 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 API. Nó là những cái hàm hoặc những cái đường dẫn có sẵn được người ta viết ra và người ta viết tài liệu cho các bạn để mô tả lại cái chức năng của cái hàm hoặc là cái đường dẫn trên web đó cho các bạn sử dụng. Ví dụ các bạn ví dụ có những cái hàm, ví dụ hàm summary, hàm tính tổng, nó sẽ có thể là nhập số vào, đúng không? Nhập số vào các cái vị trí khi mà gọi thì người ta sẽ mô tả các bạn cái hàm này để làm gì này, tham số truyền vào là cái gì này, output trả ra là cái gì này, được chưa? Đấy gọi là API. API thường nói đến những cái thứ có sẵn, dựng sẵn ra cho người khác sử dụng. Mấy nước học jQuery thì các bạn sẽ làm quen với khái niệm API của jQuery. Đọc qua cho tôi xem cái responsive là cái gì. Responsive. Sao bọn này học kém tiếng Anh đấy nhỉ? Tôi đã cố gắng đọc kiểu tiếng Anh theo kiểu người Việt rồi. Thầy đọc theo người Anh. Đi vào đó cái này. Không có gì nữa. Đây nha, để ý này. Để ý nhá. Hai thằng này cùng class. Có cùng class đúng không? Cái thằng nào đầu tiên? Thằng này đúng không? Cái thằng đầu tiên nó bỏ bỏ năng gì nó biết sau nó phải đè lại thằng này. Ờ thì đúng rồi, em bỏ thằng đầu tiên đây. Thằng này có phải thằng đầu tiên không? Đây nhá. Đây. Một đầu chỗ trái. Đốt được nhá. Rồi đây, xem bỏ nhá. Bỏ được rồi đấy. Chỗ trái.
Xong ra chưa? Các con ship là gì? Không cần đâu. Nghịch mà. Cái gì nhỉ? Lớp buổi chiều ngày hôm nay. Vài tháng à? Biết tôi chơi YouTube bao lâu rồi? 3 năm rồi. Bật cái quảng cáo lên để xem sau bao lâu mình được 100 đô. Key là cái gì? Hả? Không biết, tôi không có quan tâm gì đến mặt SEO trước gì đâu. Sơn Tùng này họ mà, Sơn Tùng Điêu Lê, Sơn Tùng mà nhanh lên tiền. Mày xong chưa? Ở lớp mình có ai chơi YouTube không? Không. Không. Dạ. Lớp con ship là gì? Chờ tí nhá, để tôi bỏ nốt cái border này đi. Nhìn cho nó đỡ kinh. Rồi chúng ta về hoàn thiện nốt nhá. Main đây. Nhầm. Content. Đâu? Đây rồi, đây rồi. Sai. Không có. Advertising. Đây đây đây. Đấy. Nhìn thoáng rất là nhiều. Có mỗi phần này hơi ngu rồi. Rồi, ok. Vậy thôi. Chúng ta dừng cái việc CSS cơ bản và HTML ở đây. Có bạn nào thắc mắc gì thì post thẳng lên trên group lớp với nhá. Mình và các bạn khác sẽ giúp các bạn giải quyết. Nay chúng ta đã sang bài tầm này chúng ta đã sang cái bài chính của chúng ta là lesson 8. Là chúng ta sẽ chuyển sang responsive và sử dụng thư viện Bootstrap ở trong việc code HTML. Delete. Ok. Xong. Thì các bạn tìm hiểu được HTML, có nhầm cái responsive là gì? Kinh nhỉ, đọc không gấp luôn. Thì cách đây khoảng chục năm thì người ta cũng chẳng biết responsive là cái gì. Và cái từ responsive là lúc đấy là chưa có cái từ nào đấy. Tức là cái từ responsive nó chưa có một cái ý nghĩa nào, không ai hiểu là cái gì.
bởi vì cái cách đây khoảng 10 năm là người ta mới bắt đầu nhen nhóm lên cái công nghệ là mobile phone, tức là thiết bị di động. Ngày xưa những cái năm hơn một hồi còn bé lớp 11, lớp 12 là ngày đấy có ông nào cầm cái điện thoại O2 là hoài lắm rồi. Các bạn nhớ cái O2, O2 nó lát lát, nó tròn tròn đầu này, ở giữa có cái gì trong cảm ứng này, trông như cái máy chơi game, kiểu vuốt vuốt đấy, mình nhìn cái hoài lắm rồi. Nhưng mà ngày đấy những cái điện thoại như vậy cũng đã có thể được truy cập vào Internet rồi. Nhưng mà sau khi Android ra đời và iPhone, đặc biệt là những iPhone ra đời thì nó đẩy cái công nghệ về điện thoại di động lên tầm cao mới. Và từ đấy thì người ta cũng nảy sinh là điện thoại mà vào được mạng rồi mà không vào web thì chắc đấy là gọi là stupid phone, chứ không còn gọi là smartphone nữa, đúng không? Thì đến lúc đấy thì người ta sẽ phát sinh ra, đây là công nghệ nhá, đây tôi giải thích luôn, công nghệ đột phá này. Khi có công nghệ đột phá sẽ nảy sinh ra nhu cầu, sẽ nảy sinh ra nhu cầu giải quyết. Thì cái nhu cầu ở đây á, nhu cầu thế giới đặt ra đó là làm web cho di động, làm web phù hợp cho màn hình di động như thế này. Và ngày đấy thì thực tế là người ta khi mà làm ấy, đơn giản đó là tìm làm một website cho desktop, làm một website cho desktop thì sang đến cái màn hình di động thì đơn giản là nó thu nhỏ thôi, muốn xem phần nào thì zoom ra, kéo ngang kéo dọc, đấy là cái kiểu là website cho di động, kiểu là thô thiển nhất, nông dân nhất ngày xưa. Nhưng mà sau đấy đến tầm vài năm sau, khoảng 3-4 năm sau thì tức là rơi vào tầm năm 2008-2009 thì bạn, thì người ta sinh ra một cái khái niệm giải quyết bài toán là web cho di động. Đó là người ta sẽ sinh ra một thứ người ta gọi là website. Các bạn nghe bao giờ chưa? Đó là cái gì? Đúng rồi. Cái website nó sẽ đi song song với website, nhưng mà người ta sẽ phân biệt rất là rõ ràng là website này cho là desktop, còn website là do mobile giải quyết một cách. Ví dụ chúng ta vào kênh 14, đơn cử như bây giờ chúng ta vào kênh 14 bằng cái thiết bị, bằng cái trình duyệt của chúng ta đi, Chrome vào đi. Kênh 14 bây giờ vẫn đang dùng website. Vào kênh 14 đi. Đây, tôi có kênh 14 được chưa? Vào bây giờ các bạn nhìn thấy nó làm sao? Phù hợp với màn hình desktop đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi kéo vào như này, còn hợp nữa không? Vẫn hợp. Hợp ở chỗ nào vậy? Mất chữ này. Mất ảnh này. Phải kéo ra kéo vào. Đây, nó sẽ sinh ra cái scroll ngang ở phía dưới. Chúng ta để ý xem, khi mà chúng ta kéo vào nó sẽ sinh ra scroll ngang ở phía dưới, chúng ta kéo ra kéo vào thì nó mới xem được hết nội dung đúng không? Thêm vào nữa là ảnh nó không đúng tỷ lệ. Đúng nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại bung to nó ra. Và chúng ta chuột phải in space. Chúng ta nhìn thấy cái này không? Nhìn thấy không? Cái đấy đó người ta gọi là emulator, là cái thiết bị giả lập môi trường di động. Được chưa? Thì chúng ta bấm vào đấy. Được chưa? Chúng ta có thể chọn các cái độ rộng màn hình của iPhone 6, iPhone S5, Nexus, các thứ các kiểu, 6 Plus, iPad, iPad Pro. Cái nào tùy, ví dụ tôi để là iPhone 6. Để đây là 100% đi. Được chưa? Các bạn tiếp này, để cái đường dẫn này nhé, cái kênh 14.vn này, thứ nhất có thay đổi gì về đường dẫn, cái thứ hai là có thay đổi gì về cái giao diện, nó lên là m chấm, đúng không, và viết tắt của đường mobile. Còn giao diện có gì khác không? Khác cực kỳ nhiều luôn. Thứ nhất là cái nhìn rõ nhất là cái này, đúng chưa? Cái menu là cái nhìn rõ nhất là nó khác biệt. Giờ tôi chuyển cái này sang một bên thì nó dễ.
Đây. Cái này là cái nhìn rõ nhất này. Logo cũng được thay đổi. Đây logo thay đổi rồi đấy. Rồi thì cái việc sắp xếp cái giao diện của chúng ta nó cũng hoàn toàn thay đổi luôn. Chính sao? Khi mà người ta làm như thế này, ví dụ như chúng ta làm một trang là index.html thì cái xin khi mà sang website này chúng ta phải viết là m.index.html và hai cái trang, hai cái file html này là hai file hoàn toàn khác nhau, được chưa? Hai file hoàn toàn khác nhau, html khác nhau, css khác nhau, js cũng khác nhau luôn. Một cái chỉ phục vụ cho desktop, một cái là phục vụ cho mobile, được chưa? Và những cái năm đấy, tôi quay trở lại cái thời điểm tôi nói là 2009, 2008 đúng không? Thì là sao? Cái giải pháp này được hầu hết các website lớn áp dụng. Hầu hết các website lớn áp dụng luôn. Các bạn để ý được khoảng cách đây được khoảng 3 năm thôi, chỉ 3 năm thôi. Dân trí sẽ có m.dân trí, 24 giờ có m.24 giờ. Ngày xưa có cái vietnamnet.vn đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm, một trang báo lớn nữa là vietnamnet.vn có mạng. Nó cũng sử dụng cái đấy. Và hai cái giao diện của nó hoàn toàn nhìn kiểu là ở trên desktop và trên mobile hoàn toàn khác nhau luôn. Được chưa? Và cái thời điểm tôi bắt đầu lên đại học vào năm 2010 ấy, là cái thời điểm cái website vẫn còn đang hò hét nhau phát triển. Và cái dự án PP thành công đầu tiên của tôi là dự án làm website, là trang là m.clever.vn. Đây là một cái store để tải phần mềm trên di động của Clever. À đây là Clever Store, xin lỗi, m.clever store. Đây là dự án đầu tiên tôi làm 2 tuần. Nhưng bây giờ chết rồi, nó không chạy nữa. Thì khi mà người ta làm như này không phải tôi làm mà chết. Tôi đi rồi nó vẫn sống. Nó mới khai tử cái này khoảng 5, 2 năm gì đấy rồi. Thì khi mà người ta làm như này các bạn thấy là nó giải quyết được vấn đề đúng không? Giải quyết được nhu cầu. Đúng chưa? Nhưng các bạn nhìn thấy cái bất lợi của nó. Thứ nhất, sửa cốt tập đôi. Sinh ra cái việc là cái thời gian làm gấp đôi, số lượng nhân sự làm gấp đôi, server gấp đôi, đúng không? Bạn phải có hai con server để chạy riêng biệt thì mới chịu được tải, đúng chưa? Thế vậy thì sao? Để chi phí để phát triển một cái website phù hợp cho cái nhu cầu kia nó tăng lên gần như là gấp đôi, nói là chỉ là gần như là gấp đôi thôi, đúng chưa? Quá lớn, không làm được. Sau đấy, sau với những cái năm 2008, 2009 thì cái nhu khi mà nảy sinh những cái vấn đề của website này thì lại có nhu cầu mới, là nhu cầu nữa, là giảm chi phí phát triển của website là đi. Bây giờ giảm bằng cách nào? Giảm bằng và khi mà đã có nhu cầu thì lại sinh ra cái giải pháp. Giải pháp ở đây là gì? CSS từ version 2 lên CSS version 3. Các bạn search thử nếu có thích, có thể nếu có thích tìm hiểu lịch sử xem thử search xem là CSS 3 ra đời là bao nhiêu. Thì là CSS 3 ra đời cùng đi kèm với nó là HTML 5. Và CSS 3 ra đời thì nó sẽ đi kèm với một cái giải pháp cho cái việc nhu cái giải quyết cho cái website cho di động này bằng cách là ra cái khái niệm là responsive và đi kèm với nó là viewport của HTML5 cộng với a cộng media hay còn gọi là media query ở trong CSS để giúp chúng ta xử lý những cái CSS cho những cái màn độ rộng màn hình phù hợp. Thì đấy là cái cách giải quyết cái vấn đề về web của di động là lên CSS3, là sinh ra cái response. Response là phản hồi, được chưa? Ship chẳng qua nó chỉ là đưa nó chuyển sang là tính từ mà thôi. Là website, thiết kế website làm sao phản hồi cho nhiều cái độ rộng màn hình khác nhau cho các loại thiết bị. Rồi, chạy qua kênh 14 đi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái responsive này như thế nào. Làm trước nhá. Còn cái việc để mà thiết kế ra được một cái
cái giao diện kiểu là phù hợp cho cả mobile và phù hợp cho cả cả di động, nó không dễ đâu, nó không dễ đâu. Các bạn thậm chí là phải mất đến 6 tháng 1 năm thì các bạn mới đủ khả năng tự mình ngồi làm ra một cái website nó phù hợp cho cái những cái độ rộng màn hình như vậy được. Thì bây giờ chúng ta tiến hành là đầu tiên tìm hiểu cái viewport là cái gì đã. Viewport đâu nhỉ, đây không? Cái viewport thực ra nó chỉ là một cái thẻ meta trong HTML thôi. Các bạn search ra chưa? Vào với Canva School đi. Được chưa? Copy cái thẻ meta viewport này. Các bạn ném vào trong phần head của website của mình. Ném thẳng đấy. Nhưng mà trước đấy chúng ta nhớ ném chưa? Tạm thời comment vào đã, tí chúng ta mở ra xem website chúng ta có khác gì nhé. Ví dụ bây giờ tôi có một thẻ div. Tôi viết style cho nó bằng width. Width là 500 pixel. Background là green. Lorem. Tôi duplicate cái lorem lên khoảng 1-2 lần gì đấy. Xong. Rồi bây giờ chúng ta chạy cái trang này. Nó bằng này đúng không? Nên không có gì là lạ cả. Chứ bình thường. Được chưa? Bây giờ chúng ta inspect và chuyển sang emulator. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì? Đừng bảo không nhận ra sự khác nhau nhá. Cái gì? Thứ nhất, tôi đố ông nào đọc được cái chữ này đấy. Đọc là tôi cho tiền mà. Có đọc được không? Không đọc được. Thẻ của chúng ta nó bị thu nhỏ lại. Các bạn để ý cái góc trên nhỉ? Chiều rộng bao nhiêu? 375 pixel đúng không? Cái thẻ đít lúc nãy tôi khai báo là bao nhiêu? 500. Tại sao 500 lại nhỏ hơn 375? Chính xác. Nếu mà website của chúng ta không có cái viewport thì sao? Khi mà chúng ta chuyển nó sang một cái màn hình di động ấy, thì tự động nó co lại theo đúng tỷ lệ gốc của chúng ta. Lúc đấy cái thẻ đâu nhỉ? Đâu rồi? Cái phần kia đâu rồi? Được rồi. Lúc đấy cái thẻ của chúng ta nó rộng chỉ là khoảng hơn một nửa một tí của cái trình duyệt thôi đúng không? Bây giờ khi mà chúng ta thu nhỏ vào, nó giữ đúng cái tỷ lệ đấy, nó cũng hơn một tí, hơn một nửa một tí. Nó tự động nó bẻ những cái chiều rộng ban đầu đi, nguyên bản đi, mà nó thu vào theo đúng tỷ lệ của trình duyệt gốc trước khi bật. Được chưa? Đấy là cái mặc định của HTML và các trình duyệt nó sẽ xử lý như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi tiến hành bỏ comment của cái thẻ meta viewport này đi, các bạn xem nhé. Đây tôi để 68%. 100% đi. Sao? Sao? Thì cái gì? Vẫn thế á? Nó đầy trang ra và text nó to hơn không? Có to hơn tí. Thực ra là như này là trên di động nó có thể đủ để đọc rồi, bởi vì trên di động độ phân giải nó lớn hơn. Đúng không? Thì ra là sao? Sự khác nhau giữa có viewport và không có viewport là gì? Khi có viewport thì website lên trình duyệt nó không bị tự động co vào theo tỷ lệ. Được chưa? Còn nếu mà và nó giữ được cái kích cỡ chữ, giữ được kích cỡ chữ ban đầu và nó đủ để cho người dùng có thể đọc được nội dung ở trong cũng như là các thẻ của chúng ta. Được chưa nhỉ? Đấy, nếu thích thì reload. Đấy là cái tác động của viewport. Thì khi chúng ta và quan trọng nhất ở đây này, đó là nếu mà chúng ta có thẻ meta viewport thì CSS nó có thể là xác định được cái độ rộng của cái trình duyệt là bao nhiêu. Được chưa? Cái độ rộng này nó rất quan trọng và nó sẽ liên quan đến khái niệm tí nữa tôi sẽ nhắc cho bạn là khái niệm breakpoint. Breakpoint sắp tới bạn sẽ được biết nó là cái gì. Nhớ tôi cái từ breakpoint. Được chưa? Tiếp theo các bạn code theo tôi này.
Xong nhá, xong đây chưa? Rồi, các bạn code nhá. Chúng ta có thẻ style. Trong này chúng ta có một cái đây, tôi để thẻ này. Cắt đi. Để thẻ deep này. Width 500, background green. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau này. Các bạn có a còng media string and đóng mở ngoặc max width bằng 500 pixel thì deep sẽ được áp dụng là background chuyển sang là light blue và width bằng 100%. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem này. Xếp vào. Chúng ta nhìn nó đang là màu gì? Light blue đúng không? Độ rộng là bao nhiêu? 375. Chúng ta bỏ đi. Tắt luôn này đi. Sang màu gì? Rồi sao? Rồi tôi cho nó xuống dưới này. Rồi đây các bạn nhìn thấy độ rộng nhá, độ rộng là cái bên tay phải ấy, chín bao nhiêu kìa, cái này biết rồi đúng không? Kéo xuống, kéo nữa xuống, kéo xuống đến còn 500. Sao? Nhích lên, nhích xuống. Ở đây ý nghĩa là gì? Ở đây ý nghĩa là như sau. Đầu tiên style có thẻ deep của chúng ta một kiểu. Sau đó khi CS nó sẽ xác định là khi độ rộng màn hình lớn nhất bằng 500 pixel thì sẽ áp dụng cái đoạn CS này. Được chưa? Tức là max width bằng 500 tức là từ 500 đổ xuống. Được chưa? Chúng ta có hai khái niệm là max width và min width. Được chưa? Max width là từ đấy đổ về xuống đến 0, còn min width là từ đấy đổ lên trên. Được chưa? Đấy là hai khái niệm khác nhau, chúng ta phải nhớ. Và cái 500 này người ta gọi đó là breakpoint. Được chưa? Breakpoint. Xong. Các bạn test đi xem có chạy không. Test đi, chạy rồi gì? Đấy, responsive chỉ có thế thôi. Hết rồi. Đây là cái key thôi. Cái key để chúng ta có thể tiếp tục thôi. Chứ còn nếu mà để nói về việc làm responsive thì nó nhiều lắm. Nhiều thứ phải bàn. Được chưa nhỉ? Thứ nhất là hiểu responsive chưa? Cái thứ hai là hiểu breakpoint chưa? Và cú pháp thì là như thế này. Được chưa nhỉ? Tiếp tục.
tiếp tục nhá. Rồi, bây giờ các bạn mở cho tôi cái giao diện kênh 14 và cái giao diện m.kênh 14. Bạn so sánh cái cách nó thiết kế hai cái giao diện đấy nó như thế nào, chúng ta có rút được ra cái gì không? Xem so sánh qua đi, xem có thấy gì hay ho ở hai cái này. Tức là viết desktop xong rồi mới viết màn hình cho mobile.
Được chưa? Đấy là một cách. Cách thứ hai là mobile first. Mobile first là khi mà mới ban đầu đã cốt nguyên một cái giao diện cho mobile rồi, sau đó mới nhích dần các cái độ rộng màn hình cho desktop và chỉnh sửa CSS cho nó, cũng như là thêm HTML cho nó. Được chưa? Đây là hai cái hướng chúng ta làm cái web cho di động theo kiểu responsive. Và bây giờ hầu như tất cả mọi nơi người ta đều sử dụng cái cách này. Bởi vì thêm vào bao giờ cũng dễ hơn cho việc là sửa cái cũ. Và bút chắc mấy tí nữa chúng ta học nó cũng làm cái cách là mobile first. Được chưa? Làm bao giờ người ta hướng đến mobile trước, sau đó mới chuyển hướng đến về cái desktop. Bởi vì từ mobile bao giờ các thẻ nó ít, cách sắp xếp nó ít, chúng ta lên thì chúng ta nhét thêm vào, nhồi vào, viết thêm, chứ chẳng ai, có nghĩa là ở trên này nó đang ra một lô một lớp, bắt đầu xuống đi xóa dần xóa dần xóa dần, nếu đấy có cần xóa một lỗi. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái breakpoint thường xuyên được xong cái này chưa. Đây là hướng thứ nhất, tôi chỉ các bạn hướng thôi, phần này tôi không dựng sâu được, không đủ thời gian. Được chưa? Bạn về cố gắng là lên YouTube ấy, search là how to gì make responsive website CSS, ví dụ thế. Nó sẽ ra cái series hướng dẫn các bạn. Tiếp theo mà chúng ta làm quen với những cái breakpoint thì chúng ta có những cái breakpoint như sau. Vào bút chat cho nó chuẩn. Rồi, chúng ta vào cái getbootstrap.com. Vào V4, vào cái 3.3.7 này. Sau đó vào CSS. Đây. Ở trong Bootstrap thì nó sẽ có những cái breakpoint như sau. Breakpoint là những cái điểm mà CSS được thay đổi đấy. Được chưa? Thì breakpoint đầu tiên là 7, 6, 8, đổi trước. Breakpoint này nó sẽ sử dụng cho những cái màn hình là, ủa có phải cái này ta sẽ nhìn ra là à? Đốc, sược đốc, sược 3.3. Nhà breakpoint sẽ như sau. Nhỏ hơn 768 pixel là một loại màn hình, nó gồm hết một loại màn hình. Loại màn hình này cho màn hình là mobile. Được chưa? Một loại nữa là từ 768 cho đến là 992. Được chưa? Là màn hình này cho tablet hoặc là landscape mobile. Landscape mobile tức là điện thoại xoay ngang. Landscape như này là portrait, đứng như là portrait, còn xoay ngang là landscape. Được chưa? Nhỏ hơn 768 là trong màn hình mobile. 768 đến 992 là cho màn hình là tablet đứng và mobile xoay ngang. Được chưa? Từ 992 cho đến 1200. Được chưa? Là cho tablet ngang và desktop thường. Tức là từ 1000 độ phân giải từ 1360 đổ xuống. Tức là khoảng màn hình 14 inch của bạn, màn hình bình thường. Tiếp theo cái cuối cùng là từ 1200 trở lên. Đây là cho các màn hình desktop thuộc dạng là HD và Full HD. Đây là những cái breakpoint, tóm lại, tóm cái váy lại là chúng ta chỉ có breakpoint là 768, 992 và 1200. Đây là ba cái điểm breakpoint của chúng ta.
đây là trong chat nhé. Chứ thực ra nếu mà người ta chia nhỏ, chia thực sự nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ có là 480 768 992 và 1200. Đây thực sự là cái màn hình cho điện thoại được này. Ngày xưa còn có cả 320 cơ. Các bạn còn nhớ cái con iPhone 4 không? Con như kiểu hình vuông ấy, con đấy là màn hình 320 đấy. Nhưng bây giờ người ta không hỗ trợ nữa. iPhone 4 đấy. Ờ. iPhone 3. iPhone 4. 4 cũng 320 mà 3G cũng là 320. Màn hình ấy, màn hình gọi là màn hình smartphone nhỏ nhất rồi. Được chưa? Đấy là cái những cái breakpoint chúng ta cần phải lưu ý sau này. Thì tìm cái gì thì tìm ở trong cái đoạn, tìm theo những con số này thì có, và tìm theo kiểu là A cộng media. Xong chưa? Đấy là cái khái niệm chúng ta làm quen và giới thiệu chúng ta về cái khái niệm là responsive viewport và cái media query ở trong việc sử dụng CSS để làm web responsive. Có ai thắc mắc gì không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái khái niệm là bootstrap. Bootstrap là gì và sử dụng nó như thế nào, nó có cái gì để chúng ta sử dụng. Sang đến cái phần này thì chúng ta bắt đầu là sẽ sử dụng lại những cái thứ của người khác viết sẵn ra cho mình dùng, mình tải rồi mình dùng miễn phí, chứ không còn phải sử dụng những cái thứ mình muốn làm cái gì mình cũng phải tự code nữa. Làm cái này thì nó giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hả? Chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian để viết. Tuy nhiên, nếu các bạn cứ cố gắng bám nhiều quá vào cái framework như này, những cái thứ viết sẵn như này, thì các bạn sẽ mất gốc. Các bạn sẽ mất gốc và cái kỹ năng xử lý CSS cơ bản của chúng ta nó sẽ rất là yếu. Được chưa? Thế cho nên là chúng ta học thì học, nhưng mà nếu mà không cần thiết thì nên tự code. Như vậy thì là đẹp nhất. Nó sẽ luyện cho chúng ta rất là nhiều kỹ năng. Còn bootstrap thì dùng có dễ mà. Chỉ dùng học khoảng 1-2 ngày là dùng được tốt rồi. Chẳng có cái vẹo gì. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn vào getbootstrap.com/doc/3.3. Xong chưa? Để tôi xóa bớt những cái thư mục của tôi đi đã. Rồi, chúng ta nhìn thấy cái chữ download to vật này không? Kích vào. Thấy chưa? Ở đây để tải được cái thư viện Bootstrap này, chúng ta có khoảng 3-4 cách gì đấy. Cách đầu tiên là CDN, dùng rất dễ. Nếu mà chúng ta có mạng và mạng chúng ta ổn định, khỏe, copy cái mớ này vứt vào là xong. Đấy, đây là cách đầu tiên. Copy này, vứt vào đây, vứt vào file HTML này. Vứt đây. Thế là có Bootstrap rồi đấy. Bằng cách như sau, ví dụ tôi vẫn có thể deep nhá. Test cái xem có được không này. Class là bg-green. Ồ, quên nhầm. Bg-green. Bg-benzer. Như này đi. Tôi đã viết CSS gì cho thằng này chưa? Chưa tí nào đúng không? Thế đào được class này. Class này là do thằng Bootstrap nó định nghĩa sẵn. Chúng ta xả. Thôi đang đói, đừng. Thấy gì? Nền màu hồng. Được chưa? Tiếp này. Tôi có là côn trừ MD trừ 4. Được chưa? Rộng sẵn bằng này. Bây giờ chúng ta co nhỏ nó vào, tự động sẽ phun ra luôn. Được chưa? Bây giờ tiếp này. Ví dụ Hidden trừ SM. Hidden là gì? Giấu đi đúng không? Bay rồi đúng không?
Được chưa? Cái SM, cái XS, cái MD tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Được chưa? Đấy là cách đầu tiên chúng ta sử dụng là bê nguyên cái link của nó vứt vào đây là xong. Đấy cách thứ nhất cho những ai lười. Được chưa? Nhưng mà cái cách này nó có một cái điểm dở, đó là nếu mà cái website của chúng ta mà triển khai cho những cái nơi mà mạng nó chậm ấy thì chờ cái web của chúng ta quay cho mình tên rất là lâu. Bởi vì cái file CSS này nó đặt ở bên Mỹ cơ. Mỹ ở đây không phải là Mỹ Đình mà là ở bên Mỹ ở bên Mỹ châu Mỹ ấy, được chưa? Thì nếu mà chúng ta ở chỗ nào mà mạng yếu thì nó phải tải cái file CSS này về nó chạy thì nó sẽ chạy khá là lâu, được chưa? Đấy là cái điểm dở của nó. Còn nếu mà chúng ta triển khai chỉ triển khai cho những cái chỗ nào có mạng mọc mạng khỏe thôi thì không nói gì, dùng lại được, được chưa? Cách thứ hai là chúng ta tiến hành là download nó về máy mình. Đây, bạn nhìn lên đây không? Kích đây. Đấy, tải rồi đấy. Có 362 kilobit thôi. Được chưa? Giải nén ra. Giải nén nó ra. Được chưa? Giải nén ra nó sẽ ra là file là cái thư mục là bootstrap trừ 3.3.7 trừ dis. Được chưa? Ra chưa? Bây giờ các bạn đổi tên nó đi, F2 thì đổi tên nó đi. Chuyển nó thành bootstrap thôi. Được chưa, đổi tên chưa? Rồi xong, trong cái thư mục L08 của chúng ta tạo một cái thư mục mới tên là public. Public này. Trong public tôi tạo thêm một thư mục nữa tên là plugin. Và cầm bootstrap này thả vào trong ấy. Wow, xong được ta. Thả bootstrap vào trong cái thư mục public plugin. Tiếp theo chúng ta thả nốt cái phong awesome này vào trong đấy. Thả nó không có sửa được. Đây là tổ chức lại thư mục. Thì bây giờ trong cái project của chúng ta nó sẽ có là L08 này, public này, plugin này, trong này có hai plugin là bootstrap và không có sửa. Được chưa? Thiếu gì cái nó kinh khủng hơn. Xong chưa? Rồi. Tôi vất vả với công các bạn quá. Tiếp.
bây giờ mình nhúng những cái thư viện này vào, ví dụ như kiểu là link href bằng public, nhìn vào cái thư mục, cái cấu trúc thư mục của mình ấy nhá, chứ đừng nhìn vào máy tôi. Đấy nhá. Trong máy chúng ta tổ chức thư mục như nào, thư mục chúng ta đặt tên như nào, chúng ta viết ra public sược bootstrap sược css. Đây, mở này ra sẽ có css này. Mở css ra sẽ có là bootstrap min.css đúng không? Bootstrap .min.css. Hai thằng này nằm cùng thư mục mà, cần gì phải ấy gì đâu. Ấy cái gì mà ấy. À ừ quên, thiếu, xin lỗi. Plugin. Cảm ơn bạn. Plugin, public plugin, bootstrap, CSS, bootstrap min CSS. Được chưa? Xong chưa? Kiểm tra là chúng ta có import, chúng ta có dùng nhét cái file CSS này vào đây thành công hay không á. Trang không chưa? Xong chưa? Tôi nói rồi, đừng nhìn vào cái cấu trúc thư mục của tôi, nhìn vào cấu trúc thư mục của bạn ấy. Chúng ta chạy cái file này. Được chưa? Chạy. Và chúng ta sẽ vào phần, bật cái inspect lên, bật cái developer tool lên. Vào phần này này. Nhìn thấy cái tab sược không? Kích vào đấy. Kích vào trong cái tab sược ấy. Nhìn thấy cái public plugin bootstrap đây không? Nhìn thấy không? Kích vào. Nhìn thấy this CSS không? Đấy, bootstrap CSS này, đây là. Nhìn thấy cái này là chúng ta đã import thành công rồi. Được chưa? Còn nếu mà import không thành công, ví dụ tôi để đây là xem số 1 ở public này chẳng hạn. Sai thư mục đúng không? Đấy, ra như này. Chúng ta nhìn cái số này không? Nhìn cái này không? Nhìn thấy cái này thì phải bật sang cái tab console. Đấy, cứ nhìn thấy dấu đỏ bên này phải bật sang tab console. Ở đây nó sẽ viết là error là error file not found. Được chưa? Không tìm thấy file. Đấy, đây nó sẽ viết cái đường dẫn này không tìm thấy này. Được chưa nhỉ? Còn nếu chúng ta import thành công, tức là đường dẫn đúng thì nó sẽ ra như này. Và ở cái phần sược này chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái thư mục public plugin bootstrap css this bootstrap css thì nó sẽ ra nội dung file css ở đây. File này nó đâu đấy có 6.000 mấy dòng thôi, 6.700 dòng. Không nhiều lắm. Được chưa? Có ai bị lỗi không? Kinh nhỉ, bọn này giỏi nhỉ. Không nhá. Rồi tiếp. Bây giờ mới vào học CS này, bây giờ mới vào bắt đầu học bootstrap này. Và chúng ta tạo cho mình thói quen nhá. Cái bootstrap này nó gọi là CSS frontend framework rồi. CSS framework rồi. Được chưa? Những cái gì liên quan đến library, tức là thư viện hoặc là framework thì chúng ta bắt buộc là phải học và sử dụng theo nó. Nó quy định như nào chúng ta sử dụng như vậy.
Được chưa? Đừng phá nó. Phá nó là chúng ta đi ăn cứt đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn bấm vào cái đường dẫn là CSS này. Click vào đây. Đây, bắt đầu học CSS. Bootstrap thì áp dụng cho HTML5. HTML trước nhỏ hơn 5 cũng chạy được, nhưng mà chúng ta nên sử dụng HTML5. Và bây giờ tất cả các trình duyệt đã hỗ trợ HTML5 rồi. Tiếp theo, Bootstrap hoạt động theo cơ chế là mobile first. Được chưa? Và chúng ta cần phải có cái viewport vứt vào trong trang của mình. Copy. Có xem có viewport chưa? Nếu mà chưa có thì viết vào. Được chưa? Nhét cái viewport vào. Tiếp theo, Bootstrap nó sử dụng, nó nhúng thêm cái normalize CSS vào. Normalize CSS nó là cái, nó lại là một cái thư viện khác của CSS. Nó sẽ giúp tất cả các element hiển thị một cách giống nhau ở trên tất cả các trình duyệt. Được chưa? Điều này có thật nhé. Ví dụ như bây giờ các bạn tạo một cái file HTML mới tinh, chẳng có cái vẹo gì, chẳng có CSS gì. Các bạn viết một vài thẻ trong HTML ra. Các bạn chạy trên IE, chạy trên Firefox, chạy trên Chrome, chạy trên Safari, chạy trên Opera. Nó sẽ có một sự khác nhau nhẹ, nhỏ nhỏ gì đấy. Như tôi hay phát hiện ra đó là cái thằng thẻ select là một này. Thẻ input type bằng checkbox là ở trên IE nó sẽ khác rất nhiều so với ở trên Chrome và Firefox. Nó khác nhau nhiều đấy các bạn, nếu mà thích thì các bạn có thể thử. Thì cái normalize CSS này nó sẽ giúp là tất cả các trình duyệt sẽ hiển thị những cái thẻ HTML giống nhau. Có vậy thôi. Được chưa? Đấy là tác dụng của nó. Thì Bootstrap nó bao gồm cả cái thư viện này. Tiếp theo đến cái chúng ta tiếp theo dùng đến cái khái niệm là container. Các bạn nghe từ container bao giờ chưa? Container là gì? Xe to đùng chở chở. Xe nào mà chẳng to? Xe này to lắm. Thì ở đây chúng ta cũng có khái niệm là container. Được chưa? Container ở đây có nghĩa là nó là một thẻ chứa. Chứa rất là nhiều những cái thẻ ở trong. Thì như ở đây ví dụ tôi có một cái thẻ viết rất nhiều text ở đây, đúng chưa? Thì chúng ta coi nhé. Tôi sửa lại cái CSS của thẻ này, tôi để là container. Được chưa? Chúng ta nhìn hiện tại nó đang là sát lề đúng không? Sao? Cách lề một khoảng nhất định và căn vào giữa. Được chưa? Ngoài ra nó tự động responsive luôn cho chúng ta khi mà chúng ta zoom nhỏ màn hình vào. Các bạn thấy nó tràn ra ngoài không? Đúng chưa? Nó tự động nó tràn ra ngoài để đảm bảo cho những cái website của chúng ta hiển thị hợp lý. Xong chưa? Đấy là cái container. Và tôi cũng chẳng nhớ cái độ rộng của nó mặc định là bao nhiêu. 1170 pixel. Đây. 1170 pixel. Xong. Tiếp theo, nếu mà chúng ta muốn cái giao diện của chúng ta không phải căn giữa như này mà phun hết ra ngoài, thì chúng ta có cái class là container float. Nó phọt hết ra ngoài. Được chưa? Container float. Tất nhiên container được phép chứa trong container float. Tức là tôi thích thì tôi tạo một cái thẻ nữa ở trong này. Một cái thẻ container nữa ở trong này. Ví dụ ở đây tôi có container float, tôi để bg trừ succeed nhé. Đi vào trong này là container class. Là container. Và bg trừ danger. Và tôi viết text ở trong này. Nếu mà tôi làm cái trò này thì các bạn sẽ nhìn thấy một thằng ở ngoài là màu xanh da lá cây, một thằng trong là màu đỏ. Được chưa? Được phép làm như này. Và chỉ có một chiều thôi. Tức là container được phép chứa trong container float. Tuy nhiên không có chuyện ngược lại. Các bạn nhớ tôi cái điều đấy nhá. Không có chuyện ngược lại. Được chưa? Đó, đây là hai cái class đầu tiên ở trong Bootstrap, đó là container và container float. Cần ghi cái gì thì ghi vào, không lại quên đấy. Được chưa? Để cho nó ghi nốt đi, ghi gì thì ghi đi, mày ghi xong đi. Tiếp theo đây là cái tên tuổi của cái Bootstrap này, cái này làm lên tên tuổi của Bootstrap. Grid system. Grid là gì? Tra đi, không biết thì tra đi.
Grid là mạng nhện. Ờ, mạng lưới. Được chưa? Mạng lưới, nếu mà cái mạng nhện thì chúng ta nhìn nó trông như nào? Ờ thì cái lưới. Cái lưới đánh cá thì nó trông như nào? Đừng bảo ở đây không biết nào biết lưới đánh cá như nào. Thường thường nhá, nhắc đến lưới là chúng ta có những cái ô như thế này. Đúng rồi, nó chính là những cái ô trên bảng. Đúng không? Những cái ô của nó rất là đều nhau. Chính xác không? Thì đấy nó gọi là mạng lưới, nó sẽ trông như này. Và ở trong CS của chúng ta nó, ở trong cái bút chat, đặc biệt trong bút chat này nó cũng chia cái mạng lưới này vào. Và cái đấy nó tôi đã áp dụng cho chúng ta rồi đấy. Đó là một cái độ rộng nó chia ra làm bao nhiêu? 12 phần. Được chưa? Một độ rộng của chúng ta chia thành 12 phần muốn chiếm bao nhiêu thì côn bằng đấy. Và chúng ta đã từng sử dụng rồi, cái này tôi không giới thiệu lại nữa. Được chưa? Và cái này nó khác biệt so với những cái CSS framework trước thằng Bút Chát. Thằng Bút Chát là thằng đầu tiên nghĩ ra cái trò này. Được chưa? Tiếp theo đi cùng với grid system này thì sao? Ngoài cái việc là côn 6, côn 8, côn 9, côn 10, côn 11, côn 12 ra thì ở trên Bút Chát nó chia ra những cái độ rộng phù hợp cho những cái thiết bị của chúng ta. Ví dụ cái thiết bị rộng nhất là LG Large. Thì nếu mà chúng ta muốn áp dụng cái côn 8 cho những cái màn hình là HD chẳng hạn, cho màn hình desktop HD thì chúng ta sẽ biết CS của cái lớp của nó là côn trừ LG trừ 8. Đây độ rộng đầu tiên là độ rộng LG. Tí nữa tôi sẽ phân biệt cho các bạn vì sao nó lại chia ra LG, XSMD. Thì tiếp theo từ LG nhé, LG là từ 1200 đấy trở lên. Tiếp theo là độ rộng MD là middle. Cái này từ 992 cho đến 1200 cái độ rộng. Tiếp theo là cái độ rộng là SM là small, là từ 768 cho đến 992 pixel để áp dụng. Kích cỡ cuối cùng là kích cỡ XS là extra small, siêu nhỏ thì là từ 768 đổ xuống. Đây là bốn cái độ rộng LG, MD, SM, XS chúng ta cần phải nhớ, bắt buộc phải nhớ, không còn cách nào khác. Được chưa? Bây giờ cốt thử nhá. Đây cái container này của tôi là Danger đúng không? Các bạn nhìn thấy là Danger rồi đúng không? Coi này. Tôi bỏ cái flood này đi, tôi để là container thôi. Chúng ta sẽ có côn trừ LG trừ 8. Được chưa? Reload. Đúng là chiếm 2/3 đúng không? Được chưa? 2/3 này. Bây giờ tiếp này. Kéo vào. Bật cái F12 lên. Xem cái cỡ. Bây giờ đang là 1200 bao nhiêu đấy đúng không? Dưới 1200. Thấy gì? Thằng kia có nhìn đâu mà biết cái gì? Từ 2/3 chuyển sang 100%. Được chưa? Đấy là cái LG. LG tức là sao? Trời ơi. Nếu mà bây giờ tôi côn LD 8 à, côn LG 8 thì từ cái độ rộng màn hình là từ 1200 trở lên nó sẽ chiếm đúng 2/3 của độ rộng của cái trang. Dưới 1200 nó sẽ chuyển thành 100%. Được chưa? Tiếp theo nếu mà tôi sửa lại nó thành cái MD middle đúng không? Được chưa? Thì chúng ta coi này. Tất nhiên từ 1200, đây tôi để là cái gì? 992 cho đến 1200 đúng không? Nhưng mà phía nó không có cái quy định bắt buộc là LG phải là bao nhiêu, cho nên là với cái độ rộng LG nó vẫn là 2/3
xuống đến MD. Xuống đến MD là từ 1200 cho đến 992 đúng không? Nó vẫn là 2/3. Tuy nhiên nhỏ hơn nữa thì nó sẽ là 100%. Các bạn biết nếu mà bây giờ tôi chuyển cái MD thành SN, chuyển cái MD thành XS thì nó như nào được? Được chưa? Nếu chúng ta muốn cái thẻ này luôn luôn ở tất cả các màn hình chiếm, luôn luôn chiếm là 2/3 thì chúng ta viết là côn trừ trừ gì? XS trừ 8 là tất cả các cái độ rộng màn hình nó luôn luôn chiếm 2/3. Được chưa? Dưới 768 gì? Đây, tôi chuyển đến cái này thì XS đúng không? Được chưa? Đây là SM rồi này. 400 đã dưới 768 chưa? Được chưa? Tất cả các màn hình nó đều chiếm là 2/3. Côn 8. Đúng không? Thế nên nhớ tôi cái LGMD SMXS. Nhớ cái này chưa cả? Hả? Đó. Thế. Rồi nó vào. Kéo vào. Vâng ạ. Quên. Chẳng biết gì. Hả? À? Ông không nhìn thấy tôi kéo à? Xong chưa? Thôi cứ mần đi, cho thời gian để mần. Xong chưa? Ô, xong tỉnh tỏ. Tiếp tục này. Nói chung vẫn có vẻ hà mê đấy. Xong chưa? Đã thấm chưa? Có cần thời gian để làm quen không? Rồi. Mày cái gì cũng về thôi, chẳng nhớ cái gì. Tiếp theo. Tôi muốn nếu mà xuống màn hình XS thằng này chiếm 6 phần, lên màn hình SM chiếm 8 phần, lên màn hình MD chiếm 10 phần, trên 12 phần, thì là làm sao? Mỗi một độ rộng màn hình chiếm một cái tỷ lệ khác nhau đúng không? Thì tôi sẽ có thể là côn trừ SM trừ 8 cách côn trừ MD trừ 10. Hoàn toàn được phép viết như thế này. Được chưa? Thử cái nhá. Kéo dưới. Đây là một nửa đúng không? Đúng chưa? Tôi kéo lên 768. Để nó. Kéo lên 768. Đúng chưa? Chiếm 2/3 đúng không? Kéo lên trên. Trên 992. Đúng là 10/12 không? Được chưa? 5/6. Vô dụng. Được chưa? Đấy, tôi sẽ để thời gian cho các bạn ngồi bật. Rồi. Mày đang để xin lưu ý tờ này này. Chết rồi này. Hướng dẫn sai này. Đây, cũng chắc mình sai rồi này. Tôi muốn lấy một phần thế. Đây. Đây là mobile. Mobile có cái này đâu?
chú thư mục hôm như nào chú viết vào đây là không giỏi thật. Tại biết cái này trong bóc ít phải là chết được. Thấy nhá. Ý đây. Đấy, xếp xuống, viết đây vào. Rồi, đấy, copy thông tin từ đây vào. Xếp xuống chạy. Được chưa? Chạy ra phần chết. Chúng ta nghỉ với phút nhất cao giảm cổ khoảng. Chưa nghỉ với Facebook được không? Được nghỉ với phút đó. Thank you.
Khởi nghiệp gì? Nhà thịt cắt ra cho người khác cả. Trừ khi ông học cái đấy từ đầu. Lớp 3D. Kiểu dạng như này, thằng của nợ kia nó vừa gửi cho tôi đấy, tôi đang bắt nó học đấy. Đây. Đang bắt đầu mò mẫm làm cái trò này này. Dựng ô tô. Không, đây bắt nó học thôi. Chẳng có game cục gì cả. Dựng mô đồ trên 3D Max. Xong export ra. Nhét lên này. Kiểu dạng 3D đấy. Nhiều, nhiều trò lắm. Đúng, nếu mà học cái ngành của chúng ta nói là công nghệ thông tin thì thực ra nó rộng lắm. Rộng kinh khủng lắm. Học đến già cũng chẳng hết được. Nên tốt nhất chỉ học một phần. Dùng được cái gì dùng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái grid của chúng ta. Xong chưa? Với cái trò này chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái việc như sau. Ví dụ tôi có hai cái div chẳng hạn. BG info. Thằng này côn 6, lên trên kia là côn 4. Đúng không? Hai thằng này phin cho nhau. Lúc này một thằng 8, một thằng 4. Sau đó khi thu nhỏ vào, mỗi thằng một nửa. Đúng chưa? Nếu mà thích nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ thằng này đi. Bằng cách thêm cái class là hidden chứ xs vào đây. Kéo ra. Lại xuất hiện. Thu vào mật. Được chưa? Cái class tiếp theo của chúng ta học cái mớ côn nhá. Côn lgmdsmxs cộng với số. Được chưa? Đấy là một cái. Cái thứ hai là chúng ta có cái class là hidden. Thì ở trong cái bootstrap nó cũng có hướng dẫn chúng ta đây. Đây. Đúng nhỉ? Cái mớ hidden đâu nhỉ? Đây, hidden. Hidden và visible. Nó đọc đi. Khi mà hidden SM thì nó chỉ bị biến mất ở cái thiết bị ở cái độ rộng từ 768 cho đến 992 thôi. Các cái độ rộng khác nó vẫn hiển thị. Được chưa? Nếu mà hidden MD thì chỉ biến mất ở cái độ rộng của MD. LG cũng vậy. Được chưa? Nếu mà chúng ta muốn nó chỉ hiển thị ở cái màn hình là LG thôi thì chúng ta phải bắt buộc là phải chỉ có cái trò là hidden XS, hidden SM, hidden MD. Thì đến lúc đấy là chỉ có màn hình là LG như này nó hiển thị thôi, còn xuống MD là tèo, xuống nhỏ hơn cũng là tèo. Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta sử dụng thêm cái lớp hidden. Bên cạnh cái lớp hidden, chúng ta có visible xs. Ngược lại của cái x của cái này thôi, ngược lại của cái hidden là visible. Được chưa? Ví dụ như sau. Tôi có cái thẻ này. XS của nó bằng 6. Nhưng mà lên LG của nó chỉ có 4 thôi. LG chỉ có 4 thôi. Thế vậy những cái phần khác đâu? Ví dụ đây là XS là 12, rộng hết cỡ đi. Nhưng mà lên LG chỉ còn 4 thôi. Thì cái thằng này này,
cái thằng class DG info này. Tôi muốn đến tận LG nó mới hiển thị, tôi hoàn toàn có thể là visible LG chứ mấy cộng 4 là 12 8. Chúng ta coi. Đây. Đây nha. Wow. Visible. Không được rồi. Này teo rồi. Visible LG8. Tại sao bên kia nó vẫn thế không được. Tôi tưởng là cái này nó bị ngược lại nhưng mà cuối cùng là không phải. Để coi nào. Những cái thẻ khác là vi là hai đường đi mà. Visible XF, Visible LG, Visible LG8, DG Info. Ôi, cái này để xem sau nhá. Tôi check lại sau. Rồi, chúng ta tiếp tục. Cái này để tí tôi ngâm cứu lại, tôi chỉ lại cho. Chúng ta đang dừng lại ở grid system đúng không? Sau cái grid system này, đây là cái những cái độ rộng chúng ta nên lưu ý, đây là XS này, SM này, MD này, LG này. Được chưa? Đây là cái tổ hợp của grid của nó. Tiếp theo đến cái mobile desktop thì nó là tổ hợp của XS, MD đúng không? Người XS các thể loại, các cái MD, LG khác quy định về độ rộng. Từ từ chờ tí nha. Rồi tiếp, chúng ta có column wrapping. Column wrapping, chúng ta lưu ý này, ở cái cone ấy, cứ cái nào có cone ấy thì các bạn nhìn này, coi nhé, các nhìn thấy khoảng màu xanh đậm ở viền thẻ, thấy không? Tất cả những cái thằng côn thì mặc định của nó là nó sẽ có padding vào trong hai bên là 15. Được chưa? Padding hai bên mỗi bên 15. Cho nên chữ nó bị thụt vào trong. Được chưa? Nếu bây giờ đây tôi để cái này là 12 nhá. Ở đây cái để cái này là 9 đi. Nếu bây giờ tôi nhét cái thẻ này vào trong. Thẻ này Cone XS 8 hoặc Cone XS 6 đi thì giờ sao? Cone XS 9 và Cone XS ở đây Cone XS nữa 8 nữa, không thì để đây là 6 cũng được, tùy bao nhiêu cũng được. Theo các bạn nó sẽ hiển thị như nào? Đúng. Đúng chưa? Tức là cái nội dung này nó lại phải lòi vào ở trong so với ở trong đến tận 30 pixel. Đúng không? Như này không hề hợp lý một tí nào. Đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta phải xử lý cái việc tôi muốn cái text này nó ra ngoài này cơ. Nó ra ngang hàng với text trên cơ. Thì giờ sao? Chúng ta có một thẻ ở một cái class. Có một class tên là row deep. Class là row. Nhớ đây. Deep class là row. Ủa? Ủa? Không được ta. Đây. Deep class row. Thêm vào đó nhá. Ra ngoài chưa? Vì sao nó ra ngoài? Vì bản chất là cái thằng row này. Nhìn thấy gì? Margin right là mỗi bên trừ ra ngoài 15 pixel. Được chưa? Ngoài ra lúc nãy các bạn nhìn thấy cái đoạn này này, cái này này. Nó đẩy lên trên và cái text này nó tràn xuống dưới bên cạnh đúng không? Đúng chưa? Thì cái row này các bạn nhìn này, nó chiếm hết độ rộng của thằng cha và nó tràn ra ngoài 15 pixel nữa để đảm bảo cho nội dung của thẻ cha và nội dung của thẻ con được thẳng hàng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của cái class là row. Chúng ta cái này hơi khó hiểu đấy, các bạn dựng thử đi thì mới thấy được. Thử đi, dựng thử lên xem có đúng như tôi nói. Làm đi mày, lười ít thôi.
Xong rồi không nhớ cái gì đâu. Được chưa? Tạm thời dừng ở đây nhá, không thêm vào nữa là tổng hòa nhập 3 đấy, còn nhiều lắm. Chắc là phải mất thêm buổi hôm sau nữa thì tôi mới nói hết được cái CSS cũng chắc, mới chỉ dừng lại ở CSS thôi. Chứ chưa đến cái phần component đâu, component của nó hay lắm, nhiều thứ hay lắm. Thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta. Được chưa nhỉ? Rồi. Lên đây điểm danh, bắt thằng cái không, ông bắt nó lên điểm danh cho tôi. Hành nhau.